hệ thống siêu thị điện máy The City, Vinmart cùng nhiều siêu thị mini đã có mặt ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Nhờ đa dạng, phong phú các loại hàng hóa nên các siêu thị đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Trước đây mà chưa có siêu thị thì chúng tôi thường là hay đi ra chợ hoặc là đi mua ở các quán lẻ lung tung, nhưng từ ngày mà khi có siêu thị phát triển thì chúng tôi tới đây mua. Cái thứ nhất là các cái mặt hàng được niêm yết, được kiểm định và giá cả thì không phải lo trả giống như ngoài chợ. Để đưa siêu thị về nông thôn, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện về đất đai, triển khai dự án để thu hút các doanh nghiệp đơn vị tham gia. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 30 siêu thị lớn, hàng trăm siêu thị mini, trong đó khu vực nông thôn chiếm tới hơn 80%. Thì nhu cầu sử dụng của hàng gia dụng của người dân thì trước đây thì chưa có điện máy về thì họ sẽ thường đến những cái cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài để mua. Thì từ khi có điện máy xanh thì có cái nơi mua sắm uy tín và cửa hàng lớn với chuỗi hệ thống lớn thì khách hàng đã tập trung đến với siêu thị nhiều hơn ạ. Chúng tôi thì có cái chính sách hàng hóa cho người dân và đảm bảo 22.000 mặt hàng, đảm bảo giá được niêm yết, và thứ hai chúng tôi có những cái chương trình khuyến mãi. Thì đối với các hàng tuần thì chúng tôi có chương trình giá sốc cuối tuần và 3 ngày thứ 6, thứ 7. Và trong cái tháng thì chúng tôi có 2 chương trình bí quyết mua sắm đối với toàn bộ các cái mặt hàng tiêu dùng. Và đối với toàn bộ cái mặt hàng và thực phẩm tươi sống thì chúng tôi đều có nguồn gốc nhập hàng xuất xứ và có hóa đơn cũng kiểm định. Sự xuất hiện của hệ thống siêu thị ở khu vực nông thôn đã thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương phát triển đồng đều và hình thành tư duy thương mại hiện đại cho người dân. Đến nay, kênh bán hàng này đang dần là kênh mua bán hàng hóa chủ yếu của người dân nông thôn, chiếm tỷ lệ trên 60%. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, nhất là khu vực xa trung tâm, huyện, thị trấn.